Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 29 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Úc dự tính đưa tàu chiến vào Biển Đông. Trung Quốc sẽ không can dự vào cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan. Kính thưa quý khán thính giả, các viên chức hoạch định quốc phòng Úc dự tính sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông, tương tự như điều Hoa Kỳ mới làm cách đây 72 giờ đồng hồ. Tin này được báo Mỹ The Wall Street Journal loan tải trong bản tin phổ biến trên mạng, cho biết được tiết lộ từ các giới chức quốc phòng Úc ngay sau khi khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Sumbi và Bàn Khăn, nơi Trung Quốc tự nhận là có chủ quyền, đồng thời cũng nằm trong khu vực đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa. Những viên chức quốc phòng Úc cũng cho hay kế hoạch được soạn thảo và đệ trình cho bà Bộ trưởng Quốc phòng Maris Payne có nói tới việc đưa tàu chiến hay máy bay tuần tra vào khu vực này. Một viên chức Úc cũng nói rõ ngay lúc này là Bộ Quốc phòng Úc chỉ nói đến những gì có thể làm nhưng chưa định thời điểm thực hiện. Trước khi tin này được tiết lộ, bà Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng như tất cả các nước khác, Úc có quyền tự do hàng hải và hàng không qua Biển Đông và tàu thuyền cũng như máy bay của Úc sẽ thực hiện quyền này theo đúng với quy định của luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, bà nói tiếp là mục tiêu Úc theo đuổi luôn luôn là hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế. Cho đến sáng nay, vẫn chưa thấy chính phủ Trung Quốc lên tiếng nói gì về tin này. Tờ The Wall Street Journal cho biết đã gửi câu hỏi đến Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nhưng không được trả lời. Hiện nay, Trung Quốc là nước bạn hàng lớn nhất của Úc. Ngoài ra, tuyến đường hàng hải Biển Đông là nơi có tới 60% tàu thuyền chở hàng từ Úc sang nước khác và từ nước khác đưa hàng đến Úc. Cũng xin thưa thêm là trong bản tin của tờ The Wall Street Journal, tờ báo có trích dẫn lời của ông Peter Jennings, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược do chính phủ Úc tài trợ, nói rằng ông tin là sau Hoa Kỳ, sẽ có những nước đồng minh khác của Mỹ cũng đưa tàu và máy bay vào Biển Đông để cùng với chính phủ Mỹ thể hiện quyền tự do hàng hải và hàng không. Trung Quốc sẽ không can dự vào cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan. Tiếp xúc với báo chí ở Bắc Kinh, ông An Phong Thiện, phát ngôn viên của Văn phòng Đặc trách Quan hệ Đài Loan Hoa Lục cho rằng bất kể kết quả cuộc bầu cử như thế nào, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai bên để một ngày bền vững hơn. Những cuộc thăm dò cử tri được truyền thông Đài Loan thực hiện cho thấy ở cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng tới đây, bà Thái An Vân của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ sẽ đắc cử Tổng thống, chấm dứt giai đoạn cầm quyền và chủ trương thân Bắc Kinh của Quốc dân Đảng. Và cuối cùng, thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan mở rộng cuộc điều tra truy lùng một đường dây giả danh thân cận với hoàng gia để lừa người nhẹ dạ. Hôm qua, trong cuộc họp báo ở Bangkok, tư lệnh cảnh sát Thái nói rằng đường dây này giả mạo là thân thiết với hoàng gia để làm chuyện phi pháp, gây ảnh hưởng xấu cho danh dự của hoàng gia. Cho đến nay, đã có 3 người bị bắt. Ngoài ra, còn có 8 cảnh sát viên bị giáng chức vì có liên quan. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetinhviet.net. Nếu bị từ lỗi ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achouzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Trần Như và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt quý vị.